Xin chào tất cả các bạn. Còn nhớ không nhỉ? Ở bài học trước thì chúng mình đã cùng nhau ôn tập về dấu câu rồi. Nhưng như cô đã nói rằng trong chương trình lớp 5 thì chúng mình đã học khá là nhiều các dấu câu, được ôn tập nhiều về dấu câu đúng không nào? Và với thời lượng của bài học hôm trước thì chúng mình mới chỉ cùng nhau ôn tập được về dấu chấm này, dấu chấm hỏi, dấu chấm than và dấu phẩy. Vậy thì chúng mình còn thiếu những dấu câu nào mà chưa ôn tập được trong tiết trước nhỉ? À, vậy thì trong tiết này chúng mình sẽ cùng nhau ôn tập lại những dấu câu đó nhé. Bật mí với các bạn là chúng mình hôm nay sẽ ôn tập về dấu hai chấm, dấu ngoặc kép và dấu gạch ngang. Hãy cùng nhau mở sách vở ra và ghi nội dung bài học ngày hôm nay nhé. Tương ứng, mỗi dấu câu sẽ là một nội dung. Bây giờ chúng mình sẽ đến với nội dung đầu tiên là ôn tập về dấu hai chấm. Cô có ví dụ sau đây. Ví dụ 1. Thật bất ngờ khi Hà mang đến tặng tôi hai món quà sinh nhật, lại còn căn dặn một cách kỳ lạ. Khi nào cậu vui, hãy mở chiếc hộp màu đỏ kia, còn khi nào cậu buồn, hãy mở chiếc hộp màu xanh đi nhé. Vậy thì chúng mình thấy sự xuất hiện của dấu hai chấm rồi đúng không nào? Vậy dấu hai chấm trong trường hợp sau thì được dùng làm gì? À, chúng mình có thể xác định giúp cô vị trí của dấu hai chấm đúng không nào? Dấu hai chấm này xuất hiện trước cái lời nói của nhân vật, xuất hiện trước cái lời căn dặn là khi nào cậu vui, hãy mở chiếc hộp màu đỏ kia, còn khi nào cậu buồn, hãy mở chiếc hộp màu xanh đi nhé. Vậy thì dấu hai chấm trong đoạn văn này dùng để báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật. Đến với ví dụ số 2. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã được nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Hữu nghị. Xem giúp cô vị trí của dấu hai chấm nào. Sau dấu hai chấm là gì? Là người ta liệt kê. Câu đằng trước người ta nói là trường đã nhận được rất nhiều phần thưởng cao quý, và sau dấu hai chấm thì liệt kê rất nhiều đúng không nào? Này là Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Hữu nghị. Vậy thì tác dụng của dấu hai chấm ở đây đó chính là dùng để liệt kê cho bộ phận đứng trước. Qua hai ví dụ vừa rồi thì chắc các bạn đã phần nào nhớ lại được tác dụng của dấu hai chấm rồi đúng không nào? Dấu hai chấm dùng để đầu tiên là dấu hai chấm có tác dụng báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải thích liệt kê cho bộ phận đứng trước. Thì giống như ví dụ 1 chúng mình đã phân tích rồi là báo hiệu lời nói của nhân vật, còn trong câu B là giải thích liệt kê cho bộ phận đứng trước. Ghi nhớ số 2 đó là khi báo hiệu lời nói của nhân vật, dấu hai chấm được dùng phối hợp với dấu ngoặc kép hoặc là dấu gạch đầu dòng. Đó chính là phần ghi nhớ mà cô muốn nhắc lại cho các bạn về tác dụng của dấu hai chấm. Và để củng cố cho các bạn về cái cách sử dụng dấu hai chấm sao cho hợp lý ở trong các cái câu văn thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đến với phần C, đó là luyện tập. Câu hỏi đặt ra là đặt dấu hai chấm vào chỗ thích hợp. Các bạn có thể thấy là câu văn này đã bị viết lại và viết thiếu mất dấu hai chấm rồi. Chúng mình sẽ cùng nhau đọc thật kỹ và đặt dấu hai chấm vào chỗ thích hợp nhé. Một đoạn trích rất là ngắn trong bài Lượm của Tố Hữu. Cháu cười híp mí, má đỏ bổ quân. Thôi, chào đồng chí, cháu đi xa dần. Chúng mình có thể thấy rằng thôi chào đồng chí ở đây là câu nói, trích một câu nói. Bởi vì chúng mình thấy có dấu hiệu là dấu ngoặc kép rồi. Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ đâu. Khi mà để trích lời nói thì chúng mình phải hai chấm mở ngoặc kép hoặc là hai chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Vậy thì ở trong câu này chúng mình sẽ phải đặt dấu hai chấm vào, đó chính là sau từ quân đúng không nào? Má đỏ bồ quân hai chấm, sau đó là lời nói của nhân vật. Thôi chào đồng chí, cháu đi xa dần. Ví dụ tiếp theo được trích trong chuyện kể Iran. Chú vẹt liền nói: Ông chủ làm ơn nói với đồng bào của tôi
là ở đây dù đầy đủ thức ăn, tôi vẫn gầy mòn vì nhớ rừng quê, nhớ bạn bè, dòng họ, nhờ ông bảo họ chỉ giúp tôi cách trở về quê hương. À, cũng giống như cái ví dụ lúc nãy đúng không nào? Ông chủ làm ơn nói với đồng bào của tôi, vân vân. Thì đây là lời nói của chú vẹt. Chúng mình có thể thấy, nhận biết đó là do dấu gạch đầu dòng đúng không? Nhưng vẫn còn thiếu, như cô ạ nhắc lúc nãy rồi. Chúng mình trước bất cứ một lời nói của nhân vật nào thì phải hai chấm, mở ngoặc kép hoặc là gạch đầu dòng. Bởi vậy mà sửa lại giúp cô, chú vẹt liền nói hai chấm: ông chủ làm ơn nói với đồng bào của tôi là, ở đây dù đầy đủ thức ăn, tôi vẫn gầy mòn vì nhớ rừng quê, nhớ bạn bè, dòng họ, nhờ ông bảo họ chỉ giúp tôi cách trở về quê hương. Ví dụ số 3: mặt trời rúc bụi tre, buổi chiều về nghe mát, bò ra sông uống nước, thấy bóng mình ngỡ ai, bò chào, kìa anh bạn, lại gặp anh ở đây. Đây chính là một bài thơ của tác giả Phạm Hổ mang tên là Chú bò tìm bạn. Thì đương nhiên rồi, bò chào, sau đó là lời chào của bạn bò thì cũng thiếu dấu hai chấm mở kép. Kìa anh bạn, đúng không nào? Vậy thì thêm cho cô dấu hai chấm vào để câu này trở thành một câu đúng. Bò chào hai chấm mở kép, kìa anh bạn, lại gặp anh ở đây. Tiếp theo là một đoạn văn của tác giả Ngọc Quỳnh. Vào một đêm giao thừa năm ấy, Bác Hồ đến thăm và chúc Tết một gia đình nghèo ở thủ đô Hà Nội, nhà chị Tín. Câu này thì đã bị thiếu dấu hai chấm rồi, nên là chúng mình đọc rất là tối nghĩa đúng không nào? Bác Hồ đến thăm và chúc Tết một gia đình nghèo ở thủ đô Hà Nội, nhà chị Tín. Chúng mình sẽ phải thêm dấu hai chấm vào đây, cụ thể đó là thêm dấu hai chấm vào sau chữ nội, câu văn sẽ trở thành là: vào một đêm giao thừa năm ấy, Bác Hồ đến thăm và chúc Tết một gia đình nghèo ở thủ đô Hà Nội, nhà chị Tín. Tức là dấu hai chấm này xuất hiện ở đây để giải thích nhà chị Tín, giải thích ở vế đằng trước, đến thăm một gia đình nghèo ở thủ đô Hà Nội, đó chính là nhà chị Tín. Nhưng thay vì viết đó chính là nhà chị Tín thì chúng mình có thể sử dụng ở đây là dấu hai chấm để giải thích. Ở nội dung số 2 thì cô và các bạn sẽ cùng nhau ôn tập lại về dấu ngoặc kép. Tác dụng của dấu ngoặc kép thì chắc không quá xa lạ với các bạn. Thậm chí là vừa rồi khi mà chúng mình ôn tập về dấu hai chấm thì cô cũng đã có nhắc đến một trong những tác dụng của dấu ngoặc kép rồi. Nhưng mà để đầy đủ và cụ thể hơn thì hãy quan sát lên trên bảng này giúp cô nhé. Cô sẽ tổng kết lại về tác dụng của dấu ngoặc kép. Dấu ngoặc kép dùng để 3 tác dụng. 1 là đánh dấu từ ngữ, đoạn dẫn trực tiếp. Thì cái này lúc nãy khi mà học về dấu hai chấm thì cô cũng đã có nói qua rồi, chút nữa chúng mình sẽ củng cố thêm thôi. Thứ hai là đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt hay có hàm ý mỉa mai. Số 3, đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san được dẫn. Đây chính là 3 tác dụng của dấu ngoặc kép, các bạn hãy ghi vào trong vở giúp cô nhé. Và để củng cố hơn thì cô có một vài những ví dụ sau đây, chúng mình sẽ cùng phân tích nhé. Cô có bài tập là đặt dấu ngoặc kép vào vị trí thích hợp và nêu tác dụng của chúng. Một đoạn văn của tác giả Đào Thị Hồng Hạnh, đoạn văn này đã bị viết thiếu dấu ngoặc kép rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau đọc và phát hiện ra rằng thiếu ở đâu nhé. Trưa, ăn cơm xong, tôi đội chiếc mũ vải, hăm hở bước ra khỏi nhà. Nhưng đường thì xa, mà trời lại nắng ong ong, nên nỗi háo hức ban đầu của tôi bẹp đi. Đi được nửa đường thì hai que tăm của con bé lớp 1 như tôi mỏi rã rời. Ta có thể thấy rằng, câu cuối cùng á, đi được nửa đường thì hai que tăm của con bé lớp 1 như tôi mỏi rã rời. Thì hai que tăm ở đây chính là với hàm ý là để nói về đôi chân của bạn nhỏ đúng không nào? Vậy thì từ hai que tăm này đã được dùng theo nghĩa, hiểu theo nghĩa đặc biệt chứ không phải là cái que tăm bình thường để chúng mình xỉa răng đâu. Đây chính là một từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt. Vậy thì cái từ ngữ này chúng mình sẽ phải đặt ở trong dấu ngoặc kép.
Và câu văn chính xác sẽ trở thành: đi được nửa đường thì hai que tăm trong dấu ngoặc kép của con bé lớp 1 như tôi mỏi rã rời. Tác dụng của câu chính là để đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt. Ví dụ số 2, một đoạn văn của tác giả Vũ Bội Tuyền. Sau khi hoàn thành tác phẩm nổi tiếng dày 500 trang có tên Kết cấu của lý luận tiến hóa, Wunder, nhà sinh vật học nổi tiếng của thế giới, đã qua đời tại New York ngày 20 tháng 5 năm 2001, hưởng thọ 60 tuổi. Câu này rất là đơn giản đúng không nào? Các bạn hãy nhìn lại ở trong vở giúp cô cái tác dụng số 3 của dấu ngoặc kép. Đó chính là để trích dẫn tên một tờ báo, một tạp chí, một tác phẩm thì chúng mình cũng phải để trong dấu ngoặc kép. Vậy thì sau khi hoàn thành tác phẩm nổi tiếng dày 500 trang có tên, tên là gì? Thì để trong dấu ngoặc kép giúp cô. Kết cấu của lý luận tiến hóa. Vậy thì chúng mình sẽ đặt dấu ngoặc kép vào tên của tác phẩm, đó chính là kết cấu của lý luận tiến hóa. Đoạn văn đúng sẽ được sửa thành: sau khi hoàn thành tác phẩm nổi tiếng dày 500 trang có tên, mở ngoặc kép, kết cấu của lý luận tiến hóa, đóng ngoặc kép, Wunder, nhà sinh vật học nổi tiếng của thế giới, đã qua đời tại New York ngày 20 tháng 5 năm 2001, hưởng thọ 60 tuổi. Và tác dụng của dấu ngoặc kép trong câu văn này đó chính là đánh dấu tên tác phẩm được trích dẫn. Ví dụ tiếp theo. Anh bạn nọ ngạc nhiên hỏi: tại sao khi tôi đánh anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết lên đá? Chúng mình có thể thấy rằng ngạc nhiên hỏi sau đó là lời nói, cụ thể là câu hỏi của cái anh bạn kia. Dấu ngoặc kép có tác dụng để đánh dấu đoạn dẫn trực tiếp. Bây giờ hãy xác định giúp cô đoạn dẫn trực tiếp ở đây bắt đầu từ đâu. Đó chính là sau cái từ hỏi, anh bạn nọ ngạc nhiên hỏi thì bắt đầu lời nói, tức là đoạn dẫn trực tiếp. Vậy thì chúng mình phải sử dụng dấu ngoặc kép. Tại sao khi tôi đánh anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết lên đá? Đây chính là cách để đánh dấu một đoạn dẫn trực tiếp, cũng là tác dụng của dấu ngoặc kép trong câu văn này. Và một dấu câu cuối cùng chúng mình sẽ ôn tập trong buổi học ngày hôm nay, đó chính là dấu gạch ngang. Dấu gạch ngang này chúng mình đã từng được học rồi, nên cô sẽ chỉ nhắc lại cho những bạn nào lỡ quên một chút thôi. Đó chính là tác dụng của dấu gạch ngang. Có 3 tác dụng sau đây. Tác dụng số 1 là dùng để đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại. Cái này chúng mình đã cùng trao đổi ở phần 1 và phần 2 khi học về dấu 2 chấm và dấu ngoặc kép rồi đúng không nào? Cô cũng đã nói qua về dấu gạch ngang. Tác dụng số 2 là đánh dấu phần chú thích. Và tác dụng cuối cùng là đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê. Này cô sẽ nhắc lại. Ghi nhớ, dấu gạch ngang dùng để: 1. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đoạn đối thoại. 2. Đánh dấu phần chú thích. Và 3. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê. Bây giờ thì các bạn sẽ cùng cô vận dụng cái dấu gạch ngang này trong những cái trường hợp cụ thể ở bên dưới. Phần luyện tập, cô có ví dụ 1. Câu hỏi đưa ra là nối dấu gạch ngang trong mỗi câu văn với tác dụng thích hợp của chúng. Các bạn có thể nhìn thấy cột bên tác dụng của dấu gạch ngang chính là 3 tác dụng lúc nãy cô đã nhắc trong phần ghi nhớ. Đầu tiên là đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đoạn đối thoại. Số 2 là đánh dấu phần chú thích. Và cuối cùng là đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê. Bên cạnh đó chính là các câu văn có sử dụng dấu gạch ngang. Bây giờ thì hãy nối dấu gạch ngang trong mỗi câu với tác dụng thích hợp. Cô có từng câu sau. Câu số 1. Ngồi sát cửa sổ toa tàu, ông thầm nghĩ: đây là vai kịch cuối cùng của mình, một vai phụ như nhiều lần nhà hát đã phân vai cho mình, một hành khách giữa bao hành khách đi tàu. Vậy thì chúng mình có thể thấy dấu gạch ngang ở đây. Một vai phụ như nhiều lần nhà hát đã phân vai cho mình, gạch ngang, một hành khách giữa bao hành khách đi tàu. Thì dấu gạch ngang ở đây có tác dụng gì? Một vai phụ như nhiều lần nhà hát đã phân vai cho mình. Vậy vai phụ ở đây là gì? Là vai nào? Thì sau dấu gạch ngang đã giải thích rõ, vai phụ đó chính là vai
Một hành khách giữa bao hành khách đi tàu đã giải thích rõ nghĩa cho cụ từ một vai phụ như nhiều lần nhà hát đã phân vai cho mình. Bởi vậy, sau khi cô giải thích xong, chúng mình có thể dễ dàng nối một với B, đó chính là đánh dấu phần chú thích. Ví dụ số 2. Mùa thu, khu rừng thơm phức hương quả chín, bỗng thỏ reo lên sung sướng. Ôi, chùm quả vàng mọng kìa, ngon quá. Cái này thì rất là đơn giản đúng không? Từ lúc chúng mình ôn tập về dấu hai chấm rồi, hai chấm xuống dòng gạch đầu dòng, bắt đầu lời nói của nhân vật, cụ thể là bắt đầu thỏ reo lên như thế nào? Ôi, chùm quả vàng mọng kìa, ngon quá. Thì tác dụng của dấu gạch ngang trong câu này, chúng mình thấy đó chính là đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại. Vậy có thể nối 2 với A. Cuối cùng, câu số 3. Nội quy công ty 2 chấm. Đi làm đúng giờ, từ 8 giờ. Mặc đồng phục theo quy định, đảm bảo an toàn lao động. Chúng mình có thể thấy dấu 2 chấm được sử dụng sau cụm từ nội quy công ty là. Dấu 2 chấm thay cho từ là, tức là để liệt kê ra một loạt. Đi làm đúng giờ, mặc đồng phục theo quy định, đảm bảo an toàn lao động, thì đó chính là liệt kê các nội quy của công ty. Vậy thì ta có thể nối 3 với C. Dấu gạch ngang ở đây có tác dụng là đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê. Cô tổng kết lại nhé. Đáp án chính xác phần nối đó chính là 1B, 2A và 3C. Đó chính là tác dụng của dấu gạch ngang trong từng trường hợp cụ thể. Bài học của chúng mình đến đây là kết thúc. Trong 2 tiết học vừa rồi thì cô đã ôn tập cho các bạn về rất là nhiều các cái dấu câu đúng không nào? Tiết 1 thì ôn tập về dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy. Và tiết này thì chúng mình lại ôn tập về dấu 2 chấm, dấu ngoặc kép và dấu gạch ngang. Để các bạn có thể vận dụng được tốt các cái dấu câu này trong các cái trường hợp cụ thể thì về nhà hãy lưu ý đọc lại giúp cô phần ghi nhớ và xem lại ví dụ mà lúc nãy cô và các bạn đã cùng nhau phân tích. Được không nào? Hẹn gặp tất cả các bạn ở những bài học tiếp theo nhé!